Tin tôi đi, tôi không có làm mà. Không phải là tôi đâu. Sao cô không tin tôi vậy Ngọc Bích? Sao vậy Ngọc Bích? Tôi không có làm mà. Tin tôi đi. Chị tin em mà Đức Tiến. Không phải tôi đâu. Chị tin em mà. Không phải tôi. Ngọc Bích, chị cho chị ngồi với nha. Chị ngồi đây đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng lo buồn nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha em. Đã nhiều ngày rồi mà má em vẫn không nhớ được chút gì. Tất cả những chuyện trước đây ba em cũng không nhớ. Em sợ má em sẽ vĩnh viễn không nhớ. Có những chuyện ba em không nhớ lại cũng tốt, nhưng nhìn má em ngày đêm ngớ ngẩn, tò mò thắc mắc về chính bản thân mình, em không có chịu nổi. Ngay cả đứa con gái má thương yêu nhất là em đi, má cũng không nhớ. Làm sao mà em chịu nổi hả chị? Chị, sao cậu chủ lại ra tay với má em hả chị? Tại sao vậy hả chị? Thật sự chị cũng không biết rõ mọi chuyện, nhưng chị nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó em à. Không có lý do gì mà Đức Tiến lại làm điều đó với dì Lụ đâu em. Vì cậu chủ ghét em, cậu chủ làm hại má em để cho em phải đau khổ. Nếu không phải là cậu chủ làm thì ai làm hại má em ra nông nỗi này chứ? Ngọc Bích, chị hiểu tâm trạng của em lúc này. Có nói gì thì em cũng khó chấp nhận được. Thôi, khi nào mà em bình tĩnh lại á, chị sẽ phân tích rõ ràng mọi chuyện cho em nghe. Em đừng có khóc nữa. Giờ em là chỗ dựa duy nhất của dì Lụa, phải mạnh mẽ lên em. Dạ. Má. Hả? Má nhớ không, hồi mấy năm trước á, má con mình thường hay bắt cua bắt cá dọc bờ sông này nè. Má nhớ không? Má biết bắt cá hả? Trời ơi, má bắt cá giỏi lắm á. Má sao vậy má? Má thấy bên đó quen lắm. Hay là mình đã từng sống ở đó phải không con? À, đúng rồi. Nhà của mình hồi trước cũng gần bờ sông mà. Vậy hả? Má sắp nhớ lại rồi đó. Chắc là má nhớ lầm á. Nhưng mà
Không phải là má nhớ không đâu, má cảm thấy nó thân quen dữ lắm. Má, ngày mai á con xin ông chủ đưa má về cái nhà mình ở hồi trước á. Có khi về đó má nhớ lại ổng chừng. Má, mình về nha. Về con. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Tôi đi chơi thôi. Cậu nhớ về ăn cơm sớm nha, cậu về trễ là ông chủ lo lắm á. Ngọc Bích, cô nói chuyện với tôi một chút được không? Xin lỗi cậu, tôi phải đưa má tôi về rồi. Mình về đi má. Cậu chủ nhớ về sớm nha, mà đừng có uống say đó. Ba, ba nghỉ tay uống chút nước đi ba. Ba mới khỏe lại mà tính toán sổ sách suốt cả buổi như vậy, con không yên tâm đâu. Cảm ơn con gái. Thời gian qua ba đã bỏ bê mọi việc, giờ phải giải quyết cho xong chứ con. Ba ơi, Đức Tiến đang nghỉ hè đó ba, hay là ba để em nó phụ lo sổ sách với ba nha. Con nghĩ thằng Tiến có thể giúp được ba sao? Dạ, thời gian qua Đức Tiến thay đổi nhiều rồi. Ba cũng đã từng nói em nó có khả năng mà ba. Ba cứ tưởng nó sẽ thay đổi, ai dè đâu. Thôi, con đừng nhắc tới tên nó với ba nữa. Trước khi dì Lô bình phục, ba không thể nào tha thứ cho nó. Ba, con ơi, con ơi, chết rồi. Con ơi, có chuyện gì vậy dì? Thằng Tiến nó đi đâu từ hồi sớm tới giờ, cơm nước nó cũng không luôn. Chắc là Đức Tiến nó lại đi uống rượu ở đâu đó chứ gì? Không có, dì có lén ba con đi kiếm khắp làng khắp xóm rồi, đi kiếm mấy cái quán nhậu luôn rồi. Họ nói bữa nay nó không có tới uống. Có người thấy nó ở ngoài đường, nhưng mà thấy nó từ hồi sớm lận, từ trưa tới giờ không ai gặp nó hết. Con ơi con, dì lo quá chừng. Dì Trang ơi, dì có biết Đức Tiến nó thường lui tới chỗ nào không? Dì có biết đâu, cả cái làng này nó chỉ chơi có mỗi một mình cậu Nam. Dì tới nhà cậu Nam kiếm rồi mà cũng không gặp nó. Trời ơi là trời, Tiến ơi là Tiến. Bà của con không thèm nhìn tới mặt nó. Trời đất ơi, có khi nào vì cái chuyện này Mà nó làm cái chuyện dại dột không? Vì nó làm chuyện dại dột là chuyện gì vậy dì? Thì đi tự dẫn đó. Dì nghĩ là nó buồn, nó đi làm tầm bậy nè. Dì ơi, chắc con nghĩ Đức Tiến nó không có làm chuyện dại dột đó đâu dì. Vậy thì nó đi đâu mới được chứ? Trời ơi, cái vàng nó thun của nó mà nó cũng bỏ ở nhà kìa. Trời ơi, con đi đâu vậy Tiến ơi? Dì ơi, trời thôi, ơi thôi, thôi 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 thôi, chị đừng có quýnh lên như vậy. Để bây giờ con chạy đi kiếm em nha dì. Con đi kiếm nó giùm dì đi. Dạ. Ví dụ mà kiếm nó được rồi á, thì con ráng nói với ba tha lỗi cho nó giùm dì nghe. Dạ dạ, bây giờ con đi kiếm Đức Tiến liền. Đi đi. Trời ơi Tiến ơi là Tiến, con mau mau về đi. Con mà có bệ nào dì chết á, chứ dì không sống nổi đâu. Mày đói rồi đúng không? Xin lỗi nha, tao quên.
Ăn đỡ cái này nha. Mày ăn đi. Tao với chủ của mày á, ai mới là người đáng thương đi. Chủ của mày cứng đầu lắm, không có chịu nghe tao giải thích gì hết trơn. Cái thằng này trốn đi đâu mất tiêu mà kiếm hoài không được vậy ta? Ăn đi. Mày không ăn, mày nhớ chỗ của mày rồi đúng không? Ăn đi, tao năn nỉ mày đó. Ăn đi. Vài bữa nữa tao sẽ trả mày lại cho chủ của mày. Mày mà không ăn á, rồi lăn ra chết, là tội của tao càng lúc càng lớn hơn. Cả đời này chắc cô chủ của mày cũng không thèm nhìn mặt của tao đâu. Mày ăn đi, tao năn nỉ mày đó. Mày ăn đi. Đức Tiến. Chị hai. Chị kiếm em nãy giờ gặp được em, chị mừng quá. Sao vậy? Ừ? Tại sao thấy tôi mà hốt hoảng vậy? Ừ? Mày nhớ tôi lại không? Nè, nhìn cho kỹ, nhớ tôi lại không? Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra đêm đó, sống để bụng, chết mang theo, rõ chưa? Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra đêm hôm đó, bà phải sống để bụng, chết mang theo, nhớ chưa? Tôi hỏi bà một lần nữa, có nhận ra tôi lại không? Không, không, không nhớ, không nhớ. Tốt, mà cũng đúng thôi. Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, đầu óc bà cứ điên điên khùng khùng, làm sao mà nhớ nổi, đúng không? Đúng. Bữa nay sẵn tiện đi ngang qua đây ghé thăm của bà sống ra làm sao. Lần sau tôi tới sẽ đem đồ ăn cho bà, cứ ngoan đi, nghe chưa? Nhớ. Nhớ, sống để bụng, chết mang theo. Chị nói là chị tin tôi hả? Thôi đi, chị đừng có giả bộ nữa. Chị đừng quên chính chị là người đã nói tôi là người có động cơ hãm hại gì lụa. Bây giờ chị nói chị tin tôi, không lẽ chị biết ai là thủ phạm hả? Chị nói thật lòng của chị, chị tin em không phải là thủ phạm. Thật ra chị chưa biết ai là thủ phạm thiệt, nhưng giờ chị tin chắc không phải là em. Đúng là khi vừa xảy ra chuyện, chị có nghi ngờ em.
Nhưng quan sát em hởm rài, chị khẳng định hung thủ là kẻ khác. Một mình chị tin tôi thì cũng vô ích. Chị không khác gì em đâu. Chị cũng rất muốn chuyện này được làm sáng tỏ. Hung thủ không phải là em thì chắc chắn là một người khác. Người đó ở trong nhà này hoặc là rất gần đây. Có lẽ họ cố tình đổ tội cho em. Nhưng vấn đề là tại sao họ lại biết tối hôm đó em có hẹn với dì Lụa? Tiến, để giải oan cho mình, để bắt kẻ thủ ác, đòi lại công bằng cho dì Lụa, em cần phải tỉnh táo Tiến à. Chứ ngày nào em cũng say sưa nhậu nhẹt hết thì dù em có đúng cũng trở thành kẻ sai thôi. Em phải chứng minh cho ba, cho Ngọc Bích và mọi người thấy em là người vô tội. Chị tin là em sẽ làm được. Chị hai, sao chị tốt với tôi vậy? Vì em là em của chị. Đáng lẽ chị thấy bà ghét bỏ tôi, chị phải vui mừng mới đúng chứ. Tiến à, cho dù bao nhiêu năm qua em luôn xa lánh chị, nhưng trong lòng chị, em vẫn là đứa em trai mà chị yêu thương nhất. Đúng là có những lúc chị giận em ghê lắm, nhưng mình là chị em mà. Giận chút rồi thôi, chứ có ghét bỏ nhau luôn được đâu. Nói cho chị nghe coi, tại sao em lại nghĩ chị vui mừng khi ba lạnh nhạt với em? Bà ghét tôi, sẽ không chia gia tài cho tôi. Tất cả tài sản này sẽ thuộc về chị. Cũng đúng thôi, tôi là con của vợ nhỏ mà. Chị không biết là ai đã gieo vào đầu em những ý nghĩ bậy bạ đó. Từ nào giờ em có nghe chị hay là ba má nói tới chuyện vợ lớn vợ nhỏ chưa? Ba má và cả chị nữa, ai cũng yêu thương má Thảo hết. Má chị coi má Thảo như em ruột. Còn chị thương má Thảo không khác gì má đẻ ra mình hết. Chị là con gái, nay mai chị đi lấy chồng. Nếu em với ba cứ bớt quà như vậy thì làm sao mà chị yên bụng được. Còn chuyện tài sản, chị chưa từng quan tâm tới. Em là con trai, tài sản đương nhiên là thuộc về em. Còn ba, em tưởng là ba ghét bỏ em sao? Em lầm rồi. Ba không hề ghét em, ba chỉ cố tình làm ra vẻ như vậy thôi. Những đêm em say khướt về nhà, ba cũng đâu ngủ được đâu. Nhưng mà thôi, chị cũng không muốn nói nhiều. Những chuyện này em tự mình cảm nhận sẽ tốt hơn. Tiến à, thời gian qua em đã thay đổi rất nhiều. Đừng vì chuyện này mà buông xuôi. Em làm như vậy chẳng khác nào khiến cho kẻ hại em đắc ý. Chị nói đúng, em nhất định phải tìm ra hung thủ. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho dì Lụa. Còn về phần Ngọc Bích á, thì em đừng lo, chị sẽ nói chuyện với Bích. Nếu Bích mà biết em đang chăm sóc con chim sáo, chắc nó sẽ mừng lắm đây. Chị hai, chị đừng có nói gì với Ngọc Bích hết. Em muốn tìm ra hung thủ trước đã. Chị giữ kín tất cả mọi chuyện giùm em nha.
Má, ngày mai á, con xin ông chủ đưa má về cái nhà mình ở hồi trước á. Có khi về đó má nhớ lại không chừng. Bích à, Bích, con kể cho má nghe chuyện nhà mình hồi trước đi, má muốn biết. Bích à, Bích, Bích à, Bích, Bích ơi. Trời đất ơi, sao nóng dữ vậy nè. Gì lụa? Dạ, cậu chủ kêu tôi. Đêm hôm mà về đi đâu vậy? Dạ, con Ngọc Bích nó sốt cao quá. Tôi ra hai ít lá xả với hương nhu nấu lá xông cho nó. Ngọc Bích đau hồi nào chứ gì? Dạ, mới hồi chiều thì không nghe nó nói gì hết trơn á. Nãy tôi rờ trán thấy nóng hổi hà. Vậy có cho Ngọc Bích uống thuốc gì chưa? Trời ơi, nó đau bất tử thì thuốc đâu mà uống cậu. Tôi tính nấu lá xong, nếu mà sáng mai không bớt á thì tôi đi hút thuốc cho nó uống. Thôi được rồi, để tôi đi hái với gì. Lớn hồi về tôi đưa gì mấy viên thuốc tây. Uống thuốc tây mau hết bệnh lắm. Dạ, đội ơn cậu chủ. Gì lụa? Dạ, cậu chủ muốn nói gì? Đi với tôi giờ không sợ sao? Ủa, sao tôi phải sợ cậu? Vì không nghe mọi người nói tôi là người đánh gì, kiểu gì mất trí nhớ hả? Tôi không có biết ai hết á. Có điều tôi có cảm giác người hại tôi không phải là cậu. Tôi tin cảm giác của tôi mà. Mà cậu chủ nè, cậu đừng giận con Ngọc Bích nha. Nó thương tôi, nó xót, nên nó nghi ngờ tùm lum hết á. Cậu đừng giận nha. Thôi mình đi. Dạ. Đang cần con trai mà. Nếu biết em sinh con gái, họ sẽ bạc đãi em đó. Nghe lời chị đi. Con của em mà. Chị biết rồi, nhưng mà em nghe lời chị một lần đi. Có con trai rồi, đời của em sẽ đổi khác. Chị lo cho em mà Thảo. Nghe lời chị đi Thảo. Con của em. Thảo à, trả con lại cho em. Thảo ơi. Ơi, Thảo ơi, Thảo. Cái gì vậy? Em lỡ tay. Anh coi thử coi. Hả? Em giết người rồi. Hả? Bà chủ chết rồi sao? Nói mà biết, tất cả những chuyện này bà phải sống để buồn, chết mang theo. Thấy một người nào biết bà sẽ chết rồi, hiểu chưa? Bà chủ ơi, xin bà giúp tôi. Nhưng tôi có đủ can đảm nha bà chủ. Ủa, mới bệnh vậy mà con tính đi đâu vậy? Con đi hái sen cái rồi về liền à.
Sao không để má đi hái cho? Mới bệnh vậy mà. Má, làm như con là tiểu thư đại cát không bằng á. Lâu lâu cảm xúc một chút để nhõng nhẽo với má thôi, chứ còn khỏe như voi á. Con quên hỏi má nữa, thuốc tây ở đâu má có mà má cho con uống vậy? Ờ, thì của của ai má? Của dì Tám vậy cho con á. Vậy để con đi cảm ơn dì Tám. Con đi nha má. Ờ. Nhà này ngoài mình ra chỉ có dì Trang với ông Được là không ưa má con Ngọc Bích. Ai là người ra tay? Tiền ở đâu mà cứ biểu em đưa cho anh hoài vậy? Đã nói là em không có in được tiền. Như vậy thì đừng có ngăn cản tôi. Tôi không thể nào sống thiếu thốn kiểu như vậy được. Anh nói vậy mà nghe được hả? Ở đây anh có thiếu thốn cái gì? Cơm ngày ba bữa, bánh trái đầy đủ. Anh còn muốn cái gì nữa? Xin lỗi cô, tôi là con người chứ không phải là con gà hay con heo gì đâu. Chỉ cần nhét đồ ăn vô bụng là đủ. Tôi là một thằng đàn ông, tôi còn nhiều cái nhu cầu khác nữa chứ. Nếu như không đáp ứng được thì thôi, tôi đi. Mệt quá à. Hở chút là đòi đi, hở chút là đòi đi. Anh coi em là cái gì của anh vậy? Hả? Ông Lâm bây giờ không thèm nhìn mặt thằng Tiến. Còn thằng Tiến á, thì suốt ngày ở ngoài đường nhậu nhẹt bê tha. Tiền ở đâu mà em có? Anh còn kiếm chát được. Chứ còn em á thì... Kiếm chát gì được trong mấy cái chuyện này? Nè, nếu kiếm chát được thì tôi đâu cần ngửa tay xin tiền đem coi rẻ tôi. Thằng cháu yêu quý của em á, nó ngăn đường cản lối của tôi. Tôi không còn kiếm chát được con mẹ gì nữa hết á. Không, nhất định không phải là dì Trang. Không đời nào dì Trang làm cái chuyện hại mình hết á. Chỉ có thể là ông Được. Đúng rồi, ông thù mình cho nên ông trả thù mình đây mà. Ông già này, tôi sẽ không để cho ông yên đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Em cứ để tôi về Sài Gòn. Ở đây muốn làm gì thì em cứ làm. Anh thôi mà anh. Anh đừng có giận em. Đâu phải là em có tiền mà em không đưa cho anh đâu. Ráng đợi em một vài hôm nữa, em sẽ cố xoay sở để có tiền cho anh. Nghe. Đồ hèn, cái gì vậy? Ông cho trò ném đá dấu tay hả? Em làm không chấp nhận, sao ông hèn quá vậy? Đó đó, em thấy chưa, em thấy chưa? Con làm cái gì vậy Tiến? Sao tự nhiên con lại kiếm chuyện với cậu Được? Trời đất ơi, khổ quá à. Cái người đáng gây sự thì con làm ngơ. Còn cậu Được có mắc mớ gì mà con cứ kiếm chuyện với cậu hoài vậy? Có gì muốn biết thì gì hỏi ông đi. Tôi nói cho ông biết, ông chờ đó đi. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ ông là người đánh dì Lụa bất tỉnh. Ông chờ tôi đó. Bà ơi, ba con nè. Cô, con là Ngọc Bích nè. Con, ba, con thấy sen ngon quá, còn hái nấu chè cho bà ăn, bà thích không? Chè thích. Nhưng mà được. Ba đừng có lo, con mua đường luôn rồi nè. Ở đây bà lọc sen nha. Dạ. Mặt bà dơ quá nè. Rồi. Sao thằng Tiến lại cả quyết ông Được hãm hại bà Lụa?
Nếu nó đã nói như vậy tức là, tức là nó không hại bả. Phải rồi, đúng rồi. Hôm nay mình xúi nó đuổi má con bả đi mà nó đâu có nghe. Vậy thì không có lý do gì để nó hại bà Lụa hết. Qua đây biểu. Dạ. Tôi xin lỗi cô quản gia. Tôi không có cố ý. Nói cho tôi biết, má con bà Lụa đang nghi ngờ ai hại bà? Tôi không biết. Chị thân với má con nó như vậy mà không nghe má con nó nói gì sao? Nói mau, má con nó đang nghi ngờ ai? Con Ngọc Bích nghi ai? Không được giấu giếm. Tôi mà biết là chết với tôi đó. Chị Lụa, chị không có nghi ai hết á. Chị nói ráng chờ ít ngày nữa, chị lấy lại trí nhớ, có khi biết người hại mình. Còn cô Ngọc Bích á, cứ khăng khăng là... Là ai? Là ai? Cứ nói là cậu chủ chứ không ai khác hết. Chính cậu chủ cũng nhiều lần hăm dọa chị Lụa. Với lại tối đó chính cậu chủ là người kêu chị Lụa ra sau giường. Tôi đi. Cái gì vậy? Cậu hé cái gì vậy? Ông cho giò ném đá dấu tay hả? Ghéo là không dám giận. Sao ông hèn quá vậy? Tôi nói cho ông biết, ông chờ đó đi, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ ông là người đánh chị Lụa bất tỉnh. Ông chờ tôi đó. Cô quản gia đừng có trách phạt Ngọc Bích nha. Nó còn nhỏ nên nó chưa biết gì hết á. Nói chi không biết. Rồi bả phạt con nhỏ thì khổ. Ủa, mà Ngọc Bích đâu giấu chuyện này đâu ta? Nó còn dám nói thẳng cậu chủ mà. Bỏ chỗ đây đi bà. Bà biết không, ở nhà ông chủ con rất là khó xử. Con không biết làm sao cho đúng nữa. Ông chủ với chị Ngọc Thủy rất là tốt, rất thương hai má con của con. Thiệt bụng con cũng không muốn xa hai người đó, nhưng mà nếu tiếp tục ở lại thì con không biết là sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa hay không. Vậy mà đã có lúc con thầm thương cậu chủ. Con đã từng hết sức ăn năn, tự trách bản thân mình hiểu lầm cậu chủ quá sâu sắc. Bà thấy con có ngốc lắm không? Cậu chủ tệ lắm sao con? Con cũng không biết nữa. Có lúc cậu ấy rất là tốt, nhưng cho dù cậu chủ không phải là người hại má con, nhưng nếu con ở lại đó thì mối bất hòa giữa cha con ông chủ chắc chắn sẽ khó chấm dứt. Con muốn thấy ông chủ buồn. Nếu vậy con quyết định bỏ đi hay sao? Rồi con tính đi đâu? Con cũng chưa biết là đi đâu nữa.
Nhưng mà chắc chắn là khó ở lại. Con buồn quá bà ơi. Con không biết là sau này con còn có dịp ngồi đây nói chuyện với bà hay nấu cho bà ăn không nữa. Bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Bà đừng sợ hãi mọi người nữa. Nhà bà không có ai làm hại gì bà hết á. Con bé này càng nhìn càng giống bà chủ năm xưa. Đứa bé năm xưa cái này sao? Bà thấy vết sẹo này xấu phải không bà? Ừ, xấu. Nhưng mà sao lại... Con kể cho bà nghe một bí mật nghe. Hồi trước á, nó là cái bớt. Nhưng mà ba con lỡ tay đánh trúng con á, giờ nó thành vết sẹo luôn. Con đưa bà đi gặp ông chủ đi con. Bà muốn gặp ông chủ? Ừ, bà muốn gặp ông chủ. Bà rất muốn gặp. Con đưa bà đến đó liền nha. Nhưng mà bà muốn gặp ông chủ để làm gì? Bà có việc rất quan trọng, cần nói cho ông chủ con biết. Rất là cần. Mình đi liền nha con. Đi con. Ê, chờ con chút. Đi liền. Thôi mà em đừng có giận anh nữa nha. Đúng là chính anh. Nhưng mà sao phải tức giận chứ? Không phải là anh đang giúp em sao? Anh giúp em hả? Anh làm vậy mà nói là giúp em hả? Ủa, không phải sao? Con Ngọc Bích nó đang rục rịch đưa má nó ra khỏi cái nhà này. Làm như vậy đúng ý của em quá rồi còn cái gì nữa. Nè, khi mà mọi chuyện thành công, em đừng có quên thưởng cho anh đó nghe. Anh báo hại như vậy mà còn đòi thưởng nữa. Cái gì anh báo hại? Anh muốn làm gì tụi nó thì anh làm. Nhưng tại sao anh để cho thằng Tiến nó chịu dạ lây như vậy? Má con nó có đi khỏi đây hay không thì còn chưa chắc. Nhưng ông Lâm càng ngày càng lạnh nhạt với thằng Đức Tiến là quá rõ ràng rồi. Không khéo rồi đây, bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết. Đúng là đàn bà đầu óc nông cạn. Cô mày đã ra vẻ dỗi gian. Bây giờ anh hỏi em nè, nếu như không đổ giả cho thằng Đức Tiến thì liệu cô Ngọc Bích có chịu đi khỏi đây không? Còn cái chuyện mà ông Lâm lành nhạt thì em khỏi lo đi. Chỉ cần ông còn nghĩ thằng Tiến là con trai của ông thì ông sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Thôi đi, đừng có lằng nhằng ba cái chuyện này nữa. Nè, sao? Tiền cho anh có chưa? Nè, cầm lấy rồi xài đỡ đi. Gì? Nè, tôi đâu phải ăn mày đâu, mẹ bố thí cho tôi vài đồng bạc lẻ như vậy. Em hết tiền thiệt rồi mà. Đó là chuyện của em. Nếu muốn giữ tôi ở lại đây thì em phải có tiền cho tôi tiêu xài chứ. Còn không á, tôi đi à. Đừng. Anh nói đi là anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh không có chút tình nghĩa gì với em hết hả? Dĩ nhiên là có. Chúng ta đã sống bên nhau lâu lắm rồi, làm sao mà không có tình nghĩa với nhau được, đúng không? Vậy mà hở ra là anh đòi đi, hở ra là anh đòi bỏ em ở đây một mình. Vậy chứ sao? Em phải biểu anh làm sao đây? Cả thời trai trẻ anh đã dành hết cho em rồi còn cái gì. Thì bây giờ cũng là lúc em nghĩ cho anh chứ. Nếu cả tiền cho anh mà em cũng tiếc thì làm sao, làm sao anh có thể bên em được hả? Thôi, anh cầm này xài đỡ đi. Em hứa ngày mai em sẽ có tiền cho anh nha. Ừ, vậy có phải đáng yêu không? Dì đi vô đây. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp.
chim sáo này nó cũng biết Ngọc Bích hả? Dì không nhớ con chim sáo này sao? Lúc trước Ngọc Bích có treo một cái lồng chim ở trước chỗ của dì á, dì nhớ không? Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Không sao đâu, chắc chắn dì sẽ nhớ lại mà. Ngọc Bích nó cũng an ủi tôi như vậy, nhưng mà sao tôi thấy lo quá cậu à. Dì ngồi xuống đây. Làm con người mà không biết mình là ai, không nhớ bất cứ điều gì về những người thân của mình, khổ lắm cậu à. Tôi thấy tôi có lỗi với Ngọc Bích nhiều lắm, vì ngay cả nó mà tôi cũng không nhớ gì hết. Đừng cậu, gương mặt của tôi đáng sợ lắm. Không sao đâu dì. Cậu không thấy sợ hả? Gương mặt tôi đáng sợ lắm, cậu đừng có nhìn. Không sao đâu dì. Cậu không thấy sợ hả? Kỳ lạ lắm, tôi không hiểu sao càng nhìn kỹ mặt của dì tôi lại càng có cảm tình. Vậy mà hồi dì mới tới nhà tôi thật sự là rất ghê sợ dì. Dì ơi, dì không cần phải che mặt lại đâu. Gương mặt của dì tuy xấu xí nhưng mà tôi nhìn thấy được cái tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người dì. Còn tôi, ba má tôi cho tôi một gương mặt dễ coi, vậy mà tôi lại biến tôi thành một người xấu xa tồi tệ. Cậu Vũ à, cậu là người tốt mà, cậu đừng tự chê bai mình như vậy. Dì thấy tôi tốt thiệt sao? Ừ. Trong mắt của mọi người tôi chỉ là một kẻ bỏ đi, chỉ có một mình dì nói tôi tốt. Mà thôi, tôi hiểu rồi, dì nói vậy để an ủi tôi thôi đúng không? Không phải, tôi không an ủi cậu đâu, tôi nói thiệt lòng đó. Cậu là cậu chủ, tôi là kẻ ăn người ở trong nhà, lại già cả xấu xí như vậy, vậy mà cậu chịu ngồi đây với tôi, chịu cho tôi nắm tay, chịu nói chuyện thân tình với tôi, chỉ như vậy là đủ biết cậu tốt bụng cỡ nào rồi. Tôi mặc kệ mọi người nghĩ sao về cậu, cũng mặc kệ những cử chỉ thái độ mà cậu cố tình để cho mọi người nhìn thấy. Cái tôi nhìn thấy là con người thật của cậu. Gì? Không hiểu tại sao tôi có cảm giác là tôi từng có một đứa con trai. Có cảm giác là đứa con trai đó giống như cậu vậy đó. Được nắm tay cậu như vậy, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Cũng không hiểu tại sao lúc này trong lòng tôi cảm thấy quyến luyến gì nhiều lắm. Cậu có thể cho phép tôi ôm cậu một chút được không?
chủ ơi, xin ông tha tội cho tôi. Ông chủ là người tốt, mấy chục năm qua ông cho tôi ở trên đất của ông, ơn nghĩa của ông tôi chưa đền đáp được. Vậy mà tôi lại... Chị à, có chuyện gì chị từ từ nói. Chị lên ghế ngồi đi, rồi nói cho tôi biết. Không, không đâu, tôi không xứng đáng được ông đối xử tốt như vậy. Tôi có tội lớn lắm, xin ông thương tình, ông tha tội cho tôi. Tôi sẽ nói tất cả, tôi nói hết, tôi nói cho ông biết. Mấy chục năm qua tôi vì ham sống sợ chết, vì đầu óc điên dại tôi không thể tiết lộ. Tôi ân hận lắm. Nay tôi gần đất xa trời rồi, tôi có chết tôi cũng phải nói ra. Dù ông không tha, ông bắt tôi chết tôi cũng cam lòng. Cái gì mà sống chết ở đây? Chị đừng kích động quá. Bích à. Dạ. Con vô nhà lấy cho 7 ly nước. Dạ. Chị đừng khóc nữa. Chị có làm gì đắc tội với tôi đâu mà sợ. Cứ ngồi ghế đi. Không, không đâu. Mà đúng, đúng là tôi không có làm điều gì tội lỗi hết á. Chỉ là tôi giấu giếm, tôi che đậy, tôi hèn nhát, tôi không dám nói ra. Bữa nay tôi quyết định rồi, dù có chết tôi cũng phải nói ra. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Quan trọng lắm ông ơi. Tôi đã... Cái bà kia. Anh Được. Hả? Mau đưa bà đi về nhà đi. Ông chủ cứu tôi. Ông chủ ơi, tôi nói bà về đi. Kệ anh Được. Anh Được, cứ làm ồn nữa, đi về. Anh đi Được. Anh à, nhà mình đã quá nhiều chuyện buồn phiền rồi, anh còn để cái bà già điên khùng đó tới quậy làm gì? Thôi, đừng có bận tâm tới bà già ngớ ngẩn đó. Đi vô nhà, tôi kể cho anh nghe. Tối qua tôi nằm mơ thấy em Thảo đó. Tôi dẹp đi con, 7 về rồi. Ủa, sao lại về? Sao bà biểu có chuyện gì đó quan trọng cần nói cho ông biết, cho nên là biểu con đưa bà tới đây gặp ông. Nè, bà già đó bà điên khùng mà, sao còn đưa bà tới đây làm gì? Làm phiền lòng ông chủ à? Không, tôi không có phiền gì đâu mà. Thôi, anh đi vô trong nhà nghỉ đi, để chuyện đó tôi lo cho. Đi đi anh. Ông ơi, ông tha cho tôi đi. Ông tha cho tôi đi ông ơi. Bà không muốn sống nữa hả? Bà ăn gian trời hay sao? Nè, nói cho tôi biết, định nói chuyện quan trọng gì với ông chủ? Nói tôi nghe coi. Tôi lại ông, tôi xin ông, ông chủ là người nhân đức, tôi không thể không nói ra sự thật không ơi. Sự thật hả? Bà nói sự thật mà được cái gì hả? Hả? Tôi đã cảnh cáo bà bao nhiêu lần rồi, tại sao bà không nhớ? Ông ơi, tôi già rồi, tôi có chết tôi cũng cam lòng. Tôi già không, tôi già không. Xuống đây, xuống đây. Bà muốn chết gì? Tôi cho bà chết. Đưa tay đây. Ông ơi, tôi già không. Thả tôi ra đi ông, thả tôi ra đi ông ơi. Tôi lại không ông ơi. Mọi người ta cứu tôi. Đang yên đang lành không muốn, muốn chút quả vào thân hả? Ngứa miệng hả? Em đừng có lo, ngay tối nay anh sẽ dắt bà lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn hả? Ừ. Anh sẽ bỏ bà ở một chỗ nào đó. Không được. Làm sao chắc trên đường đi anh không gặp người trong làng. Mà cho dù không gặp, bỏ bà ở trên Sài Gòn, có khi bà cũng biết đường trở về dưới này được. Bà mà phơi bày sự thật là coi như em với anh tiêu. Vậy bây giờ em muốn tính làm sao?
bả không muốn sống thì mình chiều ý bả đi. Vậy ý của em là? Không còn cách nào khác đâu. Không còn cách nào khác tốt hơn đâu. Anh cũng biết rồi đó. Mình không thể đi tù được. Mình phải ngăn chặn, phải dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường mà nó ngăn chặn tương lai của mình. Nghe anh, anh ráng giúp em lần này, xong rồi anh muốn cái gì thì em cũng chịu. Em chịu anh hết, nghe. Ba, ba, ba đang lo cho em Tiến phải không? Hay con kia em lên dùng cơm chung với mình luôn nghe ba. Con đừng nhắc tên nó trước mặt ba. Ba không hơi sức đâu mà bận tâm tới nó. Con xin lỗi ba. Tại từ trưa tới giờ con thấy ba không có được vui, cho nên con tưởng là vì ba đang băn khoăn, không hiểu lý do gì mà bà mụ đòi tới gặp ba. Hình như là có chuyện gì đó rất hệ trọng. Chuyện gì mà bà tự nhận là có lỗi với ba chứ? Hơi sức đâu mà anh quan tâm tới mấy lời nói hoàng xiên của bà. Bà khùng khùng điên điên mười mấy năm rồi mà anh. Anh còn không biết sao? Dạ, chị Trang nói phải đó ba. Chắc là bà lẩm cẩm nên nói vậy thôi à. Biết là như vậy, nhưng mà sao ba cứ có cảm giác nó lạ lạ sao? Tại sao bả lại xin ba tha thứ tội? Thì chắc là bà ấy nấy chuyện ngày xưa. Bà đỡ đẻ em Thảo mà để cho em Thảo phải mất đi, nên bà rây rứt chứ gì. Nhưng mà em Thảo chết đâu phải lỗi do bà mụ. Nhưng dù gì thì cũng là chết trong lúc sanh nở, chết trong nhà bả, ngay trước mắt bả mà. Bả thấy có lỗi với anh với chị cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thôi, bà đừng có lo nữa. Để ngày mai con rủ Ngọc Bích tới thăm bà, rồi hỏi chuyện bà luôn nghe ba. Cũng được. Con mời ba. Ngồi im đó, nghe cho rõ đây. Sáng ngày mai bà ẵm đứa nhỏ cùng với chồng bà rời khỏi đây ngay. Số tiền và chiếc lắc vàng ở đây đủ cho bà làm vốn sinh sống. Nhìn lên, lại đây, nhanh, đứng. Nhất nữa mày dám hố hé một người nào, mà bấm chết cùng trước. Dạ đừng. Rồi tới mày, nhông mày, nhớ giật kỹ đó, biết chưa? Dạ dạ nhớ. Đi, nhanh lên. Má, Bích, Bích. Dạ. Con biết chiếc lắc này không? Dạ biết. Con biết hả? Dạ. Thì cái này của hồi môn của má dành cho con mà.
Hồi môn hả? Dạ. Hồi môn. Vậy mấy chữ này là sao? Con cũng không biết nữa. Hồi trước con có hỏi má, nhưng má nói là chắc là tên của những người trong dòng họ. Cái này á, má được bà ngoại cho. Bà ngoại cho má sao? Dạ. Má tưởng là... Sao vậy má? Bịch. Con có từng nghe má kể về một người đàn ông nào đó rất là hung dữ, rất là đáng sợ. Có không? Con nhớ không? Má, vậy là má sắp nhớ lại rồi. Má sắp nhớ lại rồi. Người đó là ai con? Là tía con đó má. Tía con hả? Nhớ, ngày mai cả gia đình mày phải rời khỏi xứ này. Nợ nần của gia đình mày sẽ được xóa hết. Chồng mày sẽ được thả về, con mày sẽ được sung sướng. Đi. Cậu ơi, tôi xin cậu. Nói cho mày biết trước, mày mà dám quay lại, đứa nhỏ trong kia sẽ bị bóp chết trước mặt mày. Dạ dạ. Chồng mày sẽ không bao giờ được quay trở lại xứ này. Dạ. Hiểu chưa? Không phải. Không phải tía con. Không phải tía con. Má, con biết là má khó chấp nhận, nhưng mà tía con thật sự đối xử rất tệ với má con mình. Nhưng không sao. Má, mọi chuyện đã qua hết rồi. Má của con sắp nhớ lại rồi. Con mừng quá à. Không phải. Má của con sắp nhớ lại không rồi phải. Con mừng quá. Không phải tía con. Không phải tía con. Bộ anh tính đi đâu hay sao mà xếp quần áo vậy? Chán, lên Sài Gòn chơi vài bữa. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đi chơi? Em đừng có quên, anh vừa giúp cho em giải quyết một chuyện đại sự. Đây là lúc anh cần được nghỉ ngơi, để lấy lại tinh thần chứ, phải không? Hả? Sao? Có tiền cho anh chưa hả? Tiền ở đâu ra? Em tính giữ trò hả? Nè, không dễ dướng mặt cái thằng rước này đâu nghe. Thiệt tình là em... Để coi. Anh... Để coi thử có cái gì ở trong này. À, thì ra lâu nay vẫn muốn giấu giếm tiền bạc để sắm mấy cái thứ này. Em không có giấu. Cái này là... Ở đâu ra? Em ăn trộm trong hộp nữ trang của con Thảo đó. Cái gì? Ăn trộm từ hộp nữ trang của con Thảo hả? Rồi sao? Em lấy được những cái gì? Em chỉ lấy được cái vòng. Đồ ngu. Khó khăn lắm mới đụng vô được cái hộp nữ trang đó. Tại sao chỉ lấy mỗi cái vòng thôi? Tại vì em chưa muốn chết. Lấy có một cái vòng à. Mà em còn cầu mong cha con ông Lâm đừng có phát hiện. Giờ mà em lấy hết rồi ổng gông cổ em sao? Cũng đúng. Cũng được. Xài tạm nhiêu đây rồi từ từ tính tiếp vậy. Anh lại đây. Lại đây, lại đây nè. Lại đây. Coi kìa. Chị Lụa. Hồi đó tới giờ người ta làm cho tôi uống không à.
Tôi tưởng là dễ lắm, hôm nay tôi làm tôi mới thấy nó khó. Dì uống đi. Dạ thôi, cậu chủ uống đi. Tôi cố tình hái trái dừa ngon nhất cho dì uống đó. Dì qua đây. Dì ngồi xuống đi. Tôi quên lấy cái đồ đựng rồi. Dì chịu khó nha. Cậu chủ uống đi. Tôi hái cho dì mà, dì phải uống hết đó. Dì mà uống không hết tôi giận gì đó. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Dì. Bộ dì nói cho Ngọc Bích biết là tôi dẫn dì đi chơi hả? Dạ đâu có. Cậu đã dặn tôi là không nói thì tôi đâu có nói đâu. Mà sao cậu hỏi vậy? Tại nãy giờ tôi thấy dì không vui. Tôi tưởng là Ngọc Bích cằn nhằn gì cái gì đó. Dạ đúng là tôi không vui, nhưng mà là vì chuyện khác. Bộ có ai làm gì cho dì buồn hả? Dạ không, không ai làm gì tôi hết á. Chỉ là hình như tôi bắt đầu tôi nhớ một vài chuyện. Hả? Dì nhớ lại rồi hả? Ừ. Vậy thì tốt quá, dì nhớ lại rồi. Dì... nhưng mà nếu dì nhớ lại dì phải vui chứ. Tại sao dì lại buồn? Có lẽ tôi nhớ những cái chuyện chắc là lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu đúng vậy thì đáng sợ quá. Đó là chuyện gì vậy? Dì có thể kể tôi nghe được không? Tôi mới nhớ mơ hồ lắm. Để tôi nhớ lại cho rõ ràng rồi tôi kể cậu nghe nha. À, không sao đâu. Dì uống đi. Chờ má chút mà. Không sao, không sao rồi, không sao. Má nhớ rồi, má nhớ rồi, má nhớ rồi con ơi. Đúng rồi, chắc chắn kẻ đó biết mình kêu dì lụa ra bờ ao nên chờ sẵn ở đây để hành động. Chắc chắn là lão ta. Đúng là lão ta rồi. Nhưng mà làm sao tìm ra bằng chứng để vạch mặt lão ta đi. Ngọc Bích, cô... Dì không hiểu tại sao tới giờ này mà con còn để má con nó ở lại nhà mình.
Dì không muốn nhìn thấy cái cảnh cha con không nhìn mặt nhau vì con quỷ đó. Trước khi tìm ra hung thủ hại dì Lụa, con muốn má con họ phải ở đây. Trời đất ơi, con bị điên rồi hả Tiến? Ai hại bả thì kệ họ. Bây giờ chỉ cần má con bả đi khỏi đây thì mọi chuyện trở lại bình thường thôi mà con. Trời ơi, con làm ơn con nghe lời dì đi Tiến. Dì cũng biết đúng không? Biết cái gì? Dì biết ông Được là người hạ dì Lụa để đổ qua cho con. Dì biết đúng không? Làm sao mà dì biết được mấy cái chuyện đó. Nhưng mà con nghe dì hỏi nè, cậu Được hại bà làm cái gì? Đổ thừa cho con để làm gì? Con đừng quên chính cậu Được á là... Ông ta không phải là cậu của con. Con muốn dì dứt khoát với ông ta đi, để ông ta ra khỏi nhà này. Con à, con biết rõ mối quan hệ giữa dì với ổng, nhưng dì nghĩ kỹ lại đi, ổng chỉ lợi dụng dì mà thôi. Không có đâu. Dì nghĩ là con hiểu lầm rồi. Cậu Được với nếu con, nếu ổng không lợi dụng dì, ổng đã danh chính ngôn thuận cưới dì làm vợ rồi, chứ đâu có cái kiểu mà vui thì ở đây. Còn mỗi lần cãi nhau với dì thì trong túi lên Sài Gòn, không biết ngày nào về. Dì nghĩ đi, mỗi lần ổng đi Sài Gòn, ổng làm cái gì, ông ở với ai trên đó, dì biết không dì? Dì có dám chắc là ông một lòng một dạ với dì không dì? Dì mạnh dạn cắt đứt với ông ta đi. Coi chỗ nào được thì cứ lấy làm chồng, còn không thì cứ sống với con đi. Con sẽ lo cho dì đầy đủ suốt cuộc đời này, tới già tới chết. Nhưng nếu dì không cắt đứt với ông ta, từ nay một đồng con cũng sẽ không đưa cho dì đâu. Tiến à, con à, Tiến à, thôi mình đi đi. Dạ, chào cặp răng. Chào cặp răng. Sao? Tìm tôi lại muốn kiếm chuyện gì nữa hả cậu Ấm? Có chuyện gì? Cao to, phong độ, điển trai. Hẹn gì vì tôi chết mê chết mệt vậy ông? Vì ông mà vậy tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Ủa, tới bây giờ cậu mới biết tôi điển trai sao? Đúng, tới tận bây giờ tôi mới nhận ra ông rất là phong độ. Nhưng mà tiếc quá, trong cái lớp vỏ đẹp đẽ phong độ đó là thứ xấu xa bỉ ổi. Tôi buồn vì tôi đã từng thân thiết với một kẻ đốn mạc giống như ông. Quắc con, hôm nay dám giở cái giọng nói với tao hả? Tôi là ai ông còn không biết hả? Chỉ cần một lời nói của tôi thôi là ông sẽ bị tống cổ ra khỏi cái xứ này liền á. Hey, thật sao? Mày có thể làm được điều đó sao? Hả? Chó! Ông nói cho tôi biết đi, là ông làm đúng không? Tôi chắc chắn là ông làm đó. Mày phải đúng, là tao, là tao nè. Tại sao ông làm như vậy? Hả? Vậy là có lỗi gì vậy ông? Tại sao ông lại làm như vậy? Là mày. Tất cả là tại mày. Mày đừng có trách tao. Trách.
bản thân của mày đi. Từ nhỏ tao luôn ở bên cạnh mày, nhờ có tao mày mới có được ngày hôm nay. Vậy mà mày vì một đứa con gái mà mày dám phản bội tao. Mày coi tao cục đá gì hết? Mày đáng bị quả báo. Là tại tôi. Nếu không vì tôi, vậy lũ sẽ không ra đông nổi này. Nè, sẵn đây tao cũng nói cho mày biết, để mày không còn thắc mắc gì nữa. Con chim sáo là do chính tay tao bắp chết nó đó. Nghĩ sao về mày? Rồi có con Ngọc Bích, nó sẽ nhìn mày như thế nào? Hả? Cứ thông thả, mày đi thử đi nghe cậu chủ. Ai sẽ tin mình đây? Ai sẽ tin mình đây? Bà đừng có trốn con nha. Chị chờ em xíu nha. Ừ. Bà ơi bà, bà đâu rồi? Bà. Có không em? Bà không có nhà rồi chị ơi. Vậy là mình tới không có đúng lúc rồi. Chắc là bà đi đâu rồi đó. Bộ em thường tới đây lắm hả? Em với bà thân thiết lắm hay sao? Dạ, thỉnh thoảng á em thường tới đây chơi với bà. Chị, hồi mới gặp em á, không hiểu sao bà sợ em ghê lắm. Cứ quỳ lại xin em tha tội cho bà không à. Bà cũng xin em tha tội nữa hả? Vậy mà từ hôm qua tới nay, ba chị cứ băn khoăn hoài, không hiểu lý do gì mà bà cũng xin ba chị tha tội. Thì ra gặp ai bà cũng xin tha tội hết. Em nghĩ chắc là bà đi kiếm củi hay bắt tôm cá quanh đây rồi. Thôi, mình về nha, bữa khác mình tới. Không có bà ở nhà, thôi mình về em. Má biết không, hồi nhỏ con mắng ná giỏi là giỏi luôn. Vậy mà má cấm không cho con chơi ná. Má biểu con gái kiểu đó sau này không lấy được chồng. Mà má đừng có buồn. Má đã nhớ được một ít về ba rồi, chắc chắn sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi. Má tin con nha. Ngọc Bích à, má xin lỗi con. Má nhớ rồi, má nhớ hết rồi. Nhưng má không muốn nói ra. Má sợ, má sẽ mất đi những hạnh phúc mà má có được trong những ngày mất trí nhớ. Má xin lỗi con.
Được rồi, mọi người về hết đi. Dạ. 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 Ừ. Dạ. Coi rồi dọn dẹp sạch sẽ, đóng lẩm lúa lại. Dạ. Dạ, chào cậu chủ. Cô chủ, xong hết chưa? Ừ, cũng gần xong rồi. Còn vài hộ gia đình kêu rên xin là sẽ trả sau. Tôi sẽ báo lại với ông chủ. Ừ. Hả? À, mời cô chủ ngồi. Cái thằng quắc con, cái bộ dạng này của mày không kéo dài được lâu đâu. Tao đang nóng lòng chờ xem cái ngày mày biết rõ thân phận hèn hạ của mày đó. Lúc đó bộ dạng của mày sẽ ra sao đây? Chỗ này là làm sao? Ừ? Hồi đầu vụ ông giao của ba tôi 20 dạ, sao bây giờ ông trả lại 20 dạ vậy? Phần lãi đâu? Tôi ông chủ cho phép tôi xem xét rồi giảm bớt lúa ruộng với lúa dai của mọi người. Đúng rồi, ba tôi kêu xem xét. Xem xét là đối với những gia đình mà người ta đặc biệt khó khăn. Nhưng mà tôi biết là từ đầu vụ tới giờ chưa có trường hợp nào mà khó khăn tới mức phải trả tiền không lãi. Trường hợp của ông đâu có gì là khó khăn đâu. Ông biết ba tôi sẽ khó xử và sẽ cho qua. Tại dù sao ông cũng là cậu họ của tôi đúng không? Nhưng mà bây giờ ông đâu phải là cậu họ của tôi. Hoàn cảnh của ông cũng đâu có gì khó khăn. Cho nên số lúa của ông trả phải đúng theo luật lệ. Ông là cặp rằng mà, phải làm gương cho tá điền chứ. Trả nợ của ông cho xong đi, rồi đi đòi nợ của người khác nghe. Dạ. Tôi đã nói với ông rồi, ông không có yên với tôi đâu. Sớm muộn gì ông cũng sẽ phải cuốn gối đi ra khỏi xứ này thôi à. Anh chịu hết nổi thằng cháu hầu của em rồi đó. Em tính cách nào thì tính nhanh lên đi. Không thì anh sẽ nói thẳng vô cái mặt nó, để nó biết nó là thằng ba dơ trong cái nhà này thôi. Khổ quá, em biết tính cách nào bây giờ? Em có hai lựa chọn. Một là em ép một thằng chó ra quậy tung lên, một ông Lâm phải chia gia tài cho nó, rồi nhanh chóng đoạt lấy phần gia tài đó. Nhưng mà anh thấy tình hình này coi bộ khó mà thực hiện được. Bởi vì thằng chó đó không còn là con rối trong tay của em nữa. Chỉ còn cách thứ hai. Là cách gì? Trộm. Hả? Anh biết hiện tại cha con ông Lâm vẫn chưa đề phòng em, cho nên anh phải tận dụng cơ hội này, giơ vét sạch tiền bạc nữ trang, càng nhiều càng tốt, xong rồi trốn lên Sài Gòn. Anh đố tìm ra mình. Không được đâu. Tụi mình đã bỏ ra nhiều công sức, đã làm ra quá nhiều chuyện như vậy rồi. Không lẽ bây giờ chỉ đổi bằng một ít của cải như vậy hay sao? Em sợ lắm. Em sợ phải sống giống những năm tháng trước kia lắm. Dù gì sống ở đây vẫn tốt hơn. Anh ráng đi, ráng đợi thêm một chút nữa đi. Thôi dẹp đi. Đợi. Đợi tới bao giờ? Thằng chó đó càng lớn, nó càng khó điều khiển đó. Nếu tiếp tục đợi, anh e rằng chưa sơ búi được cái gì là bị nó tống cổ ra khỏi nhà rồi. Tiền bạc nữ trang ông Lâm ông để trong cái sắt á, làm sao mà em lấy được? Có lấy, quả chăng chỉ là lấy được số nữ trang của con Thảo ngày trước mà thôi. Bao nhiêu đó thì có đáng gì đâu. Anh ráng kiên nhẫn thêm một chút nữa nghe anh. Nghe. Phải rồi, anh được. Giải quyết nó gọn như giải quyết mụ già là sao? Con trai của má, con là người tốt. Chính họ muốn biến con thành kẻ xấu xa. Thật là độc ác.
chặn họ. Má sẽ vạch mặt họ. Dạ thưa ông chủ. Ủa chị Lụa, hôm nay sức khỏe chị thế nào? Dạ cảm ơn ông chủ, nhờ có ông chủ cho nên bữa nay tôi mới được mạnh khỏe như vậy. Nhìn thấy chị như vậy tôi yên lòng rồi. Chắc là không lâu nữa sức khỏe của chị sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Dạ cảm ơn ông chủ. Dạ thưa, dạ tôi có chuyện muốn nói với ông chủ. Được rồi, chị ngồi xuống đi rồi nói. Nhưng tôi nói trước, chị đừng có nói chuyện má con chị muốn rời khỏi đây nghe chưa. Tôi không có đồng ý đâu. Dạ. Dạ thưa, tôi... Ông chủ ơi. Hả? Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ ơi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy, chị nói dạ. Đi. Thưa ông chủ, ông Cai á biểu tôi về báo cho ông biết. Người ta vừa tìm được xác bà Mụ tấp vô mé sông. Trời đất, bà Mụ chết rồi sao? Dạ, ông Cai muốn xin tiền ông để chôn cất bãi.